Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo thì xin trả lại câu hỏi của anh chị trên kênh YouTube cũng trên kênh Zalo có nhắn tin hỏi mình là tâm phần mềm Marotation. Em bị lỗi cái việc vẽ line, vẽ thì nó vuông lên vuông xuống, lúc thì 90 độ, lúc thì âm 90 độ. Có cách nào xử lý không anh? Rồi, bắt đầu tao vào thực hành này. Đây nè ha. Rồi bắt đầu tao chọn vô line này. Bấm vô này, nó vuông lên này. Đó. Nó tầm 80 độ này, nó 90 độ này thấy không? Nè, chú ý này. Rồi. Đó. Rồi âm xuống này, nó qua đây, đó. Lên đây 90 độ, xuống đây 270 độ, qua đây, đó, qua đây, đó, cái vuông vuông vậy nè, là mình làm gì cũng không được hết á, đó. Đó. Có cách nào xử lý không anh? Thì bắt đầu ta làm hai cách nha. Cách một, ta vào setting, là design file, chọn asset, ta tắt chế độ này nè, đó, nha, rồi tắt này, không ok. Rồi bắt đầu vẽ lại. Thấy không? Rồi cách 2 nha. Rồi bắt đầu nè. Đó. Đó thấy không? Đó. Cách 2 ta vào check in luôn. Lock luôn. Ta bỏ vô đây nè, lock nè. Ta bấm vô đây nè, nhanh hơn. Đó. Có hai cách nha. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe. Rồi chúc các bạn thực hành thành công nha.